Sao Hằng nhiệt độ điện xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ các bác tiếp một con máy hút ẩm trong những ngày mưa gió. Cái thời tiết của miền Bắc nó rất là nồm ẩm vào những cái ngày cuối đông hay là đầu xuân. Ngày xưa thì người Việt Nam mình khi mà nhà ướt, nhà cửa ẩm ướt thì cũng không có cách gì để khắc phục cả. Nhưng mà đến bây giờ thì tất cả nhà đều kín, đẹp. Mọi người cho con máy nó hút ẩm vào trong phòng, trong nhà thì hút chạy nhà khô ráo, không ảnh hưởng đến hơi nước và không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, hỏng các cái đồ điện tử như là sàn vỗ gỗ, cong vênh rồi là các cái mặt đồ là đạc nó bị ẩm mốc, thì các bác dùng một con máy hút ẩm này hút làm giảm độ ẩm xuống. Đấy. Nó rất là tốt cho cái ngôi nhà của các bác. Cái con này thì thêm tính năng sấy quần áo các nhé, những cái ngày khô, ngày ẩm nồm thì sấy quần áo. Về hình thức nguyên bản còn rất là đẹp này, hàng của Mitsubishi. Mitsubishi MJE82CS made in Japan luôn. Giao diện toàn bộ tiếng Anh, rất dễ sử dụng. Đấy. Có cái chức năng sấy quần áo này, hút ẩm này, hai cái này. Có các chức năng chỉnh tiếp tự động bên trong này, hút ẩm yếu này, hút ẩm mạnh, hút ẩm nhiệt độ thấp này, hút ẩm auto này. Ở cái hút ẩm auto này thì các bác có thể cài đặt được độ ẩm theo ý, ví dụ mình muốn hút cái phòng nhà mình xuống độ ẩm 65% thì các bác bấm đây này, đấy, muốn xuống 60 thì bấm đây, có hẹn giờ này, có đảo kính gió, một con hút ẩm rất là mỏng nhé, chạy cực êm luôn, chạy êm gần như không nghe được tiếng gì các bác nhé, áp tai vào thì mới nghe thấy cái tiếng gọi là hơi rung rung thôi, còn gần như không nghe gì. Con em để mã số 10 này. Đây là cái dòng máy thì em nói là có thể là hút êm nhất trong các cái dòng máy hút ẩm, dành cho các bác cực kỳ kỹ tính luôn về độ êm, độ ổn. Con hút rất là khỏe, chạy êm. Con này công suất hút của nó các bác nhé, 14 lít một ngày này. Yeah. Điện 220V, GR134A sản xuất tại Nhật. Yeah. Con máy còn rất là đẹp, máy rất là mỏng, lấy gió phía trước. Đấy, cho nên là các bác có thể để cái phần lưng này sát bên sau được, rất là gọn, không bị chiếm diện tích, nhét vào góc nào cũng được. Khu vực bình nước thì được giấu ở trong này, rất là gọn. Một con hút ẩm đầy đủ full tính năng của Nhật. Đấy, hút 14 lít một ngày, điện 220V. Con này em bán là 3,8 triệu nhé, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.